Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Hải xin được giới thiệu với các bạn về một cái combo siêu tiết kiệm của bên Hải. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là combo dưỡng da cao cấp của Lazy Beauty nhé. Tại sao Hải lại nói là combo siêu tiết kiệm? Bởi vì bên trong cái combo này nó sẽ bao gồm hai sản phẩm, đó là sản phẩm serum diệp lục tảo biển, có tác dụng giúp cho làn da của chúng ta nó căng bóng, trẻ hóa làn da, giúp lưng cơ chống chảy xệ, giảm các lếp nhăn rất là hiệu quả. Một giọt cái serum này chúng ta bôi bằng 10 lần chúng ta bôi kem. Nên là đây là một cái sản phẩm mà nhất định chúng ta phải dùng, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Và một cái sản phẩm thứ hai trong combo đỏ chính là cái sản phẩm kem dưỡng trắng da ban ngày, collagen phấn hoa. Cái sản phẩm này thì trọng lượng của nó là 35g, chúng ta có thể sử dụng 3 đến 4 tháng. Chính vì thế nên Hải mới nói là đây là cái sản phẩm bộ combo siêu tiết kiệm, bởi vì nó được hai sản phẩm hoàn hảo cho da mặt. Chúng ta chỉ sử dụng sữa rửa mặt với combo này và kem dưỡng đêm thì cái làn da của chúng ta đã rất là đẹp rồi. Ngoài ra thì chúng ta cần sử dụng thêm những cái sản phẩm bổ trợ, ví dụ như là tẩy trang hàng ngày, dùng nước hoa hồng xịt khoáng, cân bằng độ ẩm cho da, rồi chúng ta sẽ tẩy da chết 1 tuần 2 lần. Vậy là chúng ta sẽ có một cái làn da như ý nhé. Và lúc này Hải sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bộ sản phẩm này. Cái thành phần của nó thì có thành phần từ sữa lon, giúp cho cái da của chúng ta nó luôn luôn mềm. Và ngoài ra thì nó có các vitamin E, mật ong rừng, diệp lục tảo biển. Những cái chất này nó sẽ giúp cho cái da của chúng ta luôn luôn trẻ hóa. Và nó có cái tác dụng giúp dưỡng sâu bên trong cái làn da của chúng ta, ngăn ngừa lán sạm tàng nhăn rất là tốt. Và chúng ta sử dụng không cần lấy nhiều, mà chúng ta cũng chỉ cần dùng 1 đến 2 giọt cho ra mu bàn tay như này. Đó, chúng ta chỉ cần cho như này, sau đó thì chúng ta sẽ chấm lên các điểm trên mặt nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng 10 đầu ngón tay để chúng ta tán cái serum này ra. Nó rất là mướt nhá. Nhìn cái độ căng bóng của cái sản phẩm này chúng ta đưa lên mặt, nhìn cái da nó đã căng bóng. Đó thì chúng ta sẽ dùng cái đầu ngón tay để chúng ta tán ra nhá. Đấy. Khi mà chúng ta sử dụng cái phần đuôi mắt thì chúng ta sẽ massage từ bên trong ra, thì cái đôi mắt của chúng ta nó sẽ hạn chế được cái lếp chân chim nhá, cũng như là khóe miệng ấy. Chúng ta lên bôi kem thì chúng ta bôi từ trong ra, thì không nên kéo từ ngoài vào, cái da của chúng ta nó sẽ bị trùng. Đó, thì sau đó thì cái da nó đã thẩm thấu, cái serum nó đã thẩm thấu vào trong da rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng bước tiếp theo là dùng kem dưỡng ban ngày. Khi chúng ta sử dụng ban ngày, chúng ta ra đường, trong cái sản phẩm collagen phấn hoa này thì nó có thành phần dưỡng và chống nắng SPF 45 cộng, thì sẽ giúp cho chúng ta được bảo vệ cái làn da của chúng ta, nó bảo vệ dưới ánh nắng mặt trời và những cái bức xạ từ TV, điện thoại, máy tính. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng một lượng kem vừa phải nhá, chấm đều lên mặt này. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ tán đều thôi. Cũng dùng 10 đầu ngón tay nhé, tránh trà sát mạnh sẽ làm gây tổn thương cho da nhé. Chúng ta dùng 10 đầu ngón tay này có cái tác dụng rất là tốt. Thứ nhất là giúp lưu thông các cái mạch máu trên da. Thứ hai là nó sẽ, cái lòng bàn tay khi chúng ta vỗ như này thì nó sẽ nóng dần lên, sẽ giúp cho cái kem của chúng ta là tan chảy rất là nhanh và nó thấm hết vào da. Khi mà chúng ta bôi xong, cái làn da của chúng ta nhìn rất là đẹp, mướt và sáng lên, bởi vì trong cái thành phần collagen phấn hoa này nó có một chút cái thành phần make up nữa. Nên là nếu như mà những ai mà không trang điểm thì chúng ta chỉ cần bôi một lớp kem như này, nhìn cái da nó đã rất là sáng và mịn rồi. Còn ai mà thích hay có cái thói quen trang điểm thì chúng ta sẽ make thêm một lớp phấn phủ bên ngoài, thì cái làn da của chúng ta rất là đẹp, và sử dụng son Lazy nữa nhé. Xin chúc tất cả có một làn da đẹp nhé. Xin chào cả nhà.